bạn nhá. Hôm nay 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 các bạn ơi. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé các bạn nhá. Mình hôm nay đang tập nhảy để giảm cân giảm béo các bạn ơi. Mình mang tính giải trí nhé các bạn nhá. Các bạn thấy video mình hay nhớ like, comment, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn nhá. Bye bye, bye bye, chào hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhá.